Chào mọi người, lúc trước có cái video con Hana và con Gina không may nó va chạm, nó cắn nhau. Nào, Messi. Thì mình có tiện là mình phân tích một cái video về cái cách can chó. Nhưng cái cách can chó đấy thì nó hơi khó làm, bởi vì chỉ có chủ chó thì mới làm thôi, và phải những người dạn tay. Thì ngày hôm nay sực nhớ ra có một cái cách là có thể can được cái con chó nó đánh nhau rất là dễ dàng và ai cũng có thể làm được. Mặt đỏ là bởi vì hôm nay làm một cái chén rượu nhỏ rồi đấy. Và cái cách can chó này nó liên quan đến rượu. Rượu là một cái chất cồn, là một cái chất mà con chó nó rất là nhạy cảm. Cái khứu giác của con chó nó rất là nhạy cảm, và khi nó dính cồn ấy, nó dính cái cồn này thì chúng nó sẽ bị hắt hơi. Và khi hai con chó nó đánh nhau mà nó bị tụt hứng, nó dính cái cồn này nó sẽ bị tụt hứng và nó muốn hắt hơi thì chắc chắn nó sẽ nhả nhau ra. Cho các em nó miếng ngon ngọt đã. Đây rượu à. Lấy có một tí thôi. Rượu nhà thì không có rượu trắng, chỉ có rượu thuốc à. Cay. Nha, thử nha. Này, khi mà chúng ta gặp con chó đánh nhau ấy, chúng ta làm một hớp rượu nhỏ thôi. Siro lên trên ngồi. Siro ơi. Mọi người tí sẽ xem cái biểu hiện của chúng nó nhé. Nào, có con nào ăn táo nữa không? Hả? À. Nào ăn táo nào, ra đây ăn nào. Ra ăn táo, ra ăn táo. Mềm ghế. Có vẻ ít quá. Nhưng mọi người sẽ thấy là chúng nó đã rất khó chịu nha. Chờ một tí. Nào, siro ăn không? Lên ghế. Lên trên. Chờ chút nha. Có thể cái lượng vừa rồi với lại chúng nó quá ít. Chạy hết rồi. Mọi người cứ, nếu mà gặp chó đánh nhau, mọi người cứ thử dùng rượu, mọi người ngậm vào mồm và mọi người thổi vào hai con đánh nhau, chúng nó sẽ nhả ra, bởi vì chúng nó cực kỳ là ghét cái mùi rượu này. Cái mùi rượu này mọi người tưởng tượng như là hai cái con chó nó đang hăng máu, nó đang đánh nhau rồi, bởi vì là nó bị gọi là hưng phấn, nó bị gọi là theo kiểu như là cái sự ham hố nó tăng cao thì nó đánh nhau, thì cái rượu này nó sẽ làm cho chúng nó tụt cảm hứng. Mọi người tưởng tượng là như thế, nó sẽ muốn ngay lập tức là nó vẩy cái miệng của nó để nó không có bị dính cái rượu vào mũi nữa. Và cái rượu này thì nó cũng không có độc hại gì với lại các con chó của chúng ta cả. Còn ngoài cái rượu này ra thì nó có một cái thứ mà nó gây hắt xì. Cái rượu này thì nó có con nó hắt xì, có con không, nhưng con nào nó cũng ghét mùi rượu. Nhưng còn một cái thứ nữa mà có thể mọi người cũng có thể dùng để làm cái để mà can chó đánh nhau là nước hoa. Cái nước hoa ấy, mọi người chỉ cần lấy cái nước hoa mọi người xịt thôi vào vị trí hai con chó đánh nhau. Mọi người chỉ cần lấy cái nước hoa mọi người xịt 2-3 cái thôi vào, mình chắc chắn một điều là chúng nó sẽ nhả ra, bởi vì chúng nó ghét cái mùi nước hoa này còn hơn cái mùi rượu nữa. Nhưng cái nước hoa thì nó độc, cái con chó nó hít cái mùi nước hoa và nó rất là độc. Thành ra là cái đấy là chỉ trong cái trường hợp mà con chó can con chó đánh nhau, để chúng ta tránh cái tổn thương lớn hơn thì chúng ta dùng cái nước hoa để chúng ta xịt thôi. Còn bình thường nếu mà có rượu thì chúng ta dùng rượu sẽ rất là lành, chúng nó ghét cái mùi này nhưng mà mùi này nó cũng không có gây độc hại cho con chó. Mọi người kiểu nó là như thế. Rồi lên này chén nốt. Nào, lên mẹ. Lên anh bù. Hết rượu rồi.
Con siro đâu đây, lên đây siro này. Siro. Quả siro, siro không thèm ra nữa rồi này. Mọi người thấy không? Có đồ ăn mà nó còn không thèm ra nhé. Có đồ ăn và gọi mà nó còn không thèm ra. Thì biết là nó ghét cái mùi đấy như thế nào. Đó thì cái cách mà can chó dễ có hai thứ. Một, nhà có đàn ông thì thường có rượu. Kể cả là rượu thuốc, kể cả là rượu trắng, rượu gì cũng được. Hai là nhà có phụ nữ thì chúng ta có thể có nước hoa. Hai cái này là hai cái chúng ta có thể dùng để mà chúng ta can chó đánh nhau. Bất kỳ một cặp chó nào đánh nhau, chúng ta dùng hai cách này. Còn một cái cách can mà rất nhiều người dùng là dùng nước để té vào hai con chó nó cắn nhau. Thì cũng có nhiều trường hợp là chúng ta sẽ can được bằng cái cách hắt nước. Nhưng mà đấy là với những cái con chó theo kiểu nó đánh nhau nó chưa gay cấn thôi. Nếu đánh nhau đến mức gay cấn thì mọi người hắt nước không ăn thua gì cả. Bởi vì mình đã từng nhiều lần, nó phải là chính xác là nó 5 lần hoặc 6 lần rồi, không may con chó nó đánh nhau mà phải can. Nhưng mình nói với các bạn là mấy thùng nước hắt vào chúng nó không giải quyết vấn đề gì cả. Và về sau đến lúc can chúng nó ra, đâm ra mất công lại phải đi lau tai cho chúng nó, không nó sợ thối tai. Bởi vì là nước hắt không xi nhê gì với chúng nó, té thẳng nước vào mặt cũng không xi nhê gì cả. Khi mà chúng nó đã cắn nhau hằng máu thì nó chỉ có cái gì mà gây cho chúng nó cái sự khó chịu, cực kỳ khó chịu thì chúng nó mới nhả nhau ra thôi. Chứ còn nếu mà không thì nước là vào là theo cái kiểu là cũng là để giảm cái hưng phấn của cái con chó, và nó sợ nước vào tai này kia, đại khái theo kiểu như vậy. Còn nếu mà với nước mà chắc chắn can được thì mình nghĩ chắc chỉ có mỗi bài là quẳng hai con chó xuống dưới ao thì chắc là nó sẽ buộc nó phải nhả nhau ra. Nhưng đấy là chắc thôi, còn cũng không dám chắc chắn 100%. Có thể là nó chuột rút rồi thì nó muốn nhả nó không nhả ngay được, có khi hai con nó lại cùng chìm. Nhưng đó là cái cách dùng nước té, thì là cái cách không phải chạm đến người con chó mà nó cũng can được cho nhiều trường hợp. Con chó đánh nhau là những cái con, một là theo giống chó, một số giống chó là chúng ta sẽ can được. Hai nữa là cái mức độ đánh nhau nó là đang ở mức độ chớm thôi, nó mới đánh nhau nhẹ nhàng thôi chứ nó chưa có phải là đánh nhau theo kiểu toác đầu chảy máu nha mọi người nhé. Còn nếu mà với một số cái giống chó mà cái độ hăng máu nó rất là cao khi nó đánh nhau, nhất là những giống chó bốn mắt như là rốt này, Doberman này, những cái giống chó nào mà mọi người thấy nó có chấm bi mắt này, những giống chó bốn mắt nó là khi mà nó không đánh thì thôi. Nếu mà khi mà nó đánh nhau thì nó đánh nhau nó gọi là một sống một chết, mọi người tưởng tượng là như thế. Nó đánh nhau nó kinh khủng lắm. Mà nhất là khi mà nó đã bị đau rồi thì nó hăng máu, cơn hăng máu lên thì chúng ta té nước có gọi là té mỏi tay, không giải quyết vấn đề gì. Cái này là thực tế, là mình đã từng can bằng té nước rồi, không giải quyết được vấn đề. Thì mọi người có thể, một là theo cái cách mà mình chia sẻ lúc trước thì cũng không phải ai cũng làm được, là cái việc là chúng ta sẽ tiếp cận con chó, chúng ta là chủ nó, chúng ta sẽ tiếp cận con chó để mà chúng ta can nó. Nhưng mà cái cách mà ai cũng làm được là mọi người có thể thử gặp. Và sau đấy thì mọi người ai mà gặp ấy mà thử ấy thì hiệu quả như thế nào, mọi người hãy bình luận ở bên dưới video nhé, để cho những người khác biết cái thực tế nó như thế nào. Đó thì hai cái thứ đấy. Còn trong cái trường hợp mà mọi người mà không có cái, không nhà mà không có rượu mà cũng không có nước hoa, thì chúng ta có thể sử dụng những cái mang tính chất tinh dầu. Chúng ta có thể thử nhé. Có thể dầu gió hay là các loại dầu bôi, tức là nó trong các loại dầu bôi của chúng ta nó đều có tinh dầu đấy. Đó, thì chúng ta có thể sử dụng những cái đấy. Hay là trong cái trường hợp bí quá thì chúng ta có thể dùng tính chất là gọi là cái mùi nó hắc, như là cái mùi nước lau sàn hay là nước lau nhà vệ sinh. Đó, những cái mà mùi nó hắc như vậy, con chó nó cũng cực kỳ ghét những cái mùi đấy. Thì trong trường hợp không có bất kỳ một cái nào ở trong những cái kia thì chúng ta có thể dùng một cái chút đấy, chúng ta hòa với nước và chúng ta hắt, chúng ta hòa loãng ra chứ chúng ta đừng để đặc. Chúng ta hòa ra một cái thau nước nhỏ rồi chúng ta hắt vào cái vị trí mà hai con chó nó cắn nhau, vào hai cái miệng của nó, thì nó khó chịu nó cũng phải nhả ra. Tất nhiên sau đấy chúng ta phải lau rửa đi cho chúng nó này kia, bởi vì cái đấy là nó là độc chứ nó không có phải là bình thường.
con chó nó hít vào hay con chó nó uống vào nó có thể gây nôn mửa này kia đó, nhưng nó không nguy hiểm tính mạng đâu nếu mà khi chúng ta hòa ra để chúng ta té. Đó thì chia sẻ với mọi người các cái cách mà để chúng ta can hai cái con chó nó đánh nhau, hoặc là để chúng ta dùng để chúng ta dọa cái con chó khi mà chúng nó hầm hè với nhau. Chúng nó có thể hầm hè với nhau chưa đánh nhau, chúng ta cũng có thể dọa như vậy. Chúng ta có cũng hoàn toàn có thể dùng những cái bình loại xịt, chứ không là chúng ta cho rượu vào trong những cái bình đấy rồi chúng ta xịt ra dạng hơi. Thì con nào mà ồn ào như thế nào đấy, cà khịa nhau một cái là chúng ta xịt luôn rồi. Thì kiếm cái bình xịt to một chút để nó xịt nó có một cái độ bình xịt tưới hoa ấy mọi người. Bóp này. Và vặn để cho nó tỏa to ra một chút để cho nó có độ hơi bay, con chó nó không né được. Thì chúng ta có thể bóp. Mỗi lần con chó mà nó cà khịa nhau, nuôi hai con mà nó cà khịa nhau thì chúng ta con nào cà khịa chúng ta bóp phát sai và bóp cái thì đấy cũng là một cái cách mà không, chúng ta không phải dùng cái gì cả, chỉ cần dùng cái thứ mà con chó nó ghét để phạt nó là cái mùi rượu, mùi cồn. Ok. Video mà hữu ích thì mọi người chia sẻ video nhé. Cái ai mà gặp cái trường hợp thực tế mà chúng ta dùng cái cách này, chúng ta cần dùng hai cách này mà hiệu quả nó như thế nào thì mọi người chia sẻ qua cái bình luận ở dưới video. Ok, xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Thank you and see you again. Siro Daniel nào.